Chào các bạn, chúng ta đến với buổi giới thiệu rất nhiều sản phẩm. Sẽ sắp có một chương trình giảm giá rất là mạnh cho các khách hàng yêu thích Alophone. Hiện tại các bạn đã nhìn thấy chiếc điện thoại đập Nokia NG mới về. Thì hiện tại các bạn nhìn thấy trước mặt mình số lượng rất là nhiều. Và 756600 chiếc điện thoại hộp vịt. Đó, các bạn thấy, đây chiếc điện thoại hộp vịt. Rất là đẹp. Đây là máy điện thoại cỏ thay lại vỏ các bạn nha. Vỏ của nó tương đối rất là kín, đẹp. Ở đây các bạn nhìn thấy ở đây rất là số lượng của NG thì nó rất là nhiều. Đây là hơn 100 máy và 6600 sẽ là 50 máy. Đợt chương trình này mình nó giảm và trong kho của mình nó rất là nhiều sản phẩm nữa. Ở đây thì mình có những chiếc điện thoại là LG. Ở đây chúng ta sẽ có một cái màu này gọi là màu xanh lá. Xanh lá mạ rất là đẹp. Đây các bạn thấy. Nó tuyệt vời luôn. Đây là chiếc điện thoại cũ nhưng mà nó được thay vỏ mới và thay vỏ giống như gọi là hàng công ty, nó thay vỏ rất là chuẩn, sạch sẽ, đẹp đẽ, không như mấy cái hàng thị trường hoặc các cửa hàng nhỏ lẻ bên toàn quốc đang bán nha. Bên mình bán chỉ có bán sản phẩm chất lượng thôi. Bật nguồn cái máy này lên, bật nguồn cái máy này lên thì rất là đẹp. Một chút xíu mình sẽ thử cho các bạn xem. Đây là mình đang quay bằng tay, các bạn thấy rung, các bạn thông cảm. Mình sẽ quay trực tiếp từng sản phẩm cho các bạn. Đây là chiếc LG GD580 thì mình sẽ có 3 màu. Đợt này thì nó sẽ về là 50k để khuyến mãi trong một tuần thôi, mình sẽ bán khuyến mãi trong một tuần để đẩy hết sản phẩm đi nha. Các bạn mua máy được xài test. Đây các bạn nhìn thấy đây là màu của nó, đây là màu xanh dương, xanh nước biển. Máy nào cũng giống máy nào hết, không có máy nào chạch hoặc là không kín, mạch cùng một kiểu hết nha. Này Nokia, đây là LG ở đây 580. Đây là đèn led mặt trước và nó có một cái dải đèn led ở đằng trước này luôn. Có ngày giờ các bạn hãy tạo hình cây thông hay là hình trái tim thì các bạn, đây là một bảng đèn led, các bạn muốn tạo tỉnh gì thì chỉnh. Đó các bạn thấy đèn rất là đẹp. Và mình sẽ giới thiệu thêm một sản phẩm tiếp theo, đó là N81. N81 thì các bạn cũng biết rất là nhiều rồi. Đây, Nokia N81 mới về hàng ngày hôm nay. Đây là Nokia N81 2G, có hỗ trợ là gắn thẻ nhớ được. Còn các loại 8G các bạn mua là không gắn được thẻ nhớ nữa, thì nó cũng hơi bất tiện. Mình thấy chép nhạc thì không chép được. Còn các bạn thấy máy đẹp không? Rất là đẹp, đẹp như mới luôn. Này nó phải giống như tầm 99-98%, 98-99% luôn. Cơ trượt là siêu đẹp, không như mấy cái máy mà các bạn mua ở ngoài thị trường là trượt zip thì không trượt nổi, nói chung là rất là chán. Mình sẽ tiến thêm một cái điện thoại sang một cái sản phẩm dòng nữa là dòng Sony. Hôm nay là nó có vẻ màu tím, mà hôm nó chỉ màu cam thôi các bạn. Đây là màu tím này, này màu đó rất là hiếm đấy các bạn, màu đen tím nha, hiếm lắm. Chắc là đợt này về thôi, còn đợt sau chắc vẫn chỉ là màu đen cam thôi, hiếm cái màu này. Đây là màu đen tím, bạn muốn không? Mình sẽ có 3 màu cho cái sản phẩm này. Sản phẩm này về là 100k nha. Như bạn nào bạn chạy thì mình nhập rất là nhiều, rất là lớn. Để cho các bạn thấy màu của nó. Bán nhiều nhất thì của nó là màu đen cam. Cái máy này là bán nhiều nhất là màu đen cam. Tại vì nó chỉ có màu này thôi, nó hơi lộn lộn về một ít màu đen tím. Thì cũng lâu lâu mới có hàng. Chúng ta đang ngồi trên một bãi máy. Đây là màu đen cam. Đây là màu trắng. Trắng viền của nó vẫn là màu tím rất đẹp nhé. Các bạn thấy đây là mình bật nguồn máy lên. Cái này thì hiện tại chưa có sim nên không có thử được. Mình thử nghe một đoạn quảng cáo đi. Tăng giảm âm lượng bên trong máy này. Khóa nút trên đầu khóa máy hiện đại lắm. Phục phát là các bạn này bật bàn phím, chuyển điều chỉnh nhạc, nghe nhạc ở đây. Tăng lượng, giảm lượng hay không? Rồi tiếp theo đó mình sẽ đến với nhiều sản phẩm khác nữa của bên Sony đi. Đây chúng ta có một cái Sony màu trắng đen. Chạy lắm, màu bạc này, lưng sau màu đen, nó cũng có màu nổi nổi nữa là màu đen
màu đen, đỏ. Và màu hôm nay nó về thêm là màu vàng, nâu. Các bạn thấy Sony thì sản phẩm nó rất là đẹp, nghe nhạc hay. Nó không to như mấy cái dòng Trung Quốc, Nokia, nhưng mà nó rất là hợp thanh. Đây thì chúng ta có một cái 2720 của Nokia, nó có mặt trước này. Các bạn gọi điện đến nó hiển thị số, giải loa để trang bị rất là đẹp. Đây là nắp bật nha, ai yêu thích nắp bật thì mua máy này của Nokia, xài siêu bền. Nokia 62720. Mình sẽ đến với dòng sản phẩm khác. Đây chúng ta có một cái dòng bán cực kỳ chạy là VBI. Ở đây chúng ta có 4 màu, màu tím, màu vàng và màu đen trắng. Đây là màu vàng. VBI. Cái mẫu này thì bán siêu siêu chạy. Đây mình có 200 cây. Mình gặp cái đơn kia là VBI ấy. Ngày hôm nay thì về hàng rất là nhiều mẫu, mình sẽ quay cho các bạn vài mẫu này các bạn bán chạy, các bạn lựa chọn. Đây các bạn sẽ thấy là màu trắng. Đây là có một lớp dán keo hết rồi nha. Xung quanh máy này dán keo, bên trong là kính dán keo hết. Đây chúng ta có kính tăng giảm âm lượng này, chụp ảnh này, đó. Màu vàng, trắng, và đen. Máy này sẽ có bao gồm là máy, pin và sạc. Còn Sony thì luôn luôn sẽ có máy, pin, sạc và tai nghe. Nokia thì nó sẽ tùy từng dòng. Các bạn sẽ giả sử những cái dòng như này thì nó sẽ có thể nhớ gắn bên trong. Thẻ nhớ không mua được bên ngoài thì mình mới tặng nhé. Nhưng nếu mà thẻ nhớ mua bên ngoài thì các bạn mua lòng mua giùm mình. Ở đây chúng ta có thẻ nhớ gắn liền đây. Nokia là gây chuyên chơi game, mình sẽ chép game cho các bạn đầy đủ. Chúng ta có thể tận hưởng được khi trò chơi game. Nokia là gây thì mình nhập rất là số lượng bao la, các bạn mua mà thiếu hàng. Rồi xin chào, hẹn gặp lại về những video tiếp theo. Các bạn thể truy cập website là alofo.vn để đặt mua sản phẩm của ngày hôm nay, rất là nhiều nhé, rất là nhiều mẫu cho các bạn.